đến những công ty đổi mới và sáng tạo trong kinh doanh, chắc chẳng ai nghĩ đến một công ty đường sắt. Thế nhưng, công ty đường sắt Wakayama của Nhật Bản là ngoại lệ. Đặc biệt hơn nữa, họ đã dùng một con mèo để cứu việc kinh doanh đang gặp khó khăn. Chiến dịch marketing tài tình này đã giúp họ không rơi vào cảnh phá sản, thậm chí còn ăn nên làm ra. Tuyến đường sắt Wakayama dài 14 km, bao gồm 14 ga thuộc tỉnh Wakayama trên đảo Honshu của Nhật Bản. Đến năm 2006, Wakayama Electric Railways, công ty sở hữu tuyến đường này, đã lỗ tới 500 triệu yên, tương đương với 4,7 triệu đô la Mỹ, do ngày càng nhiều hành khách bỏ các tuyến ở miền Tây Nhật Bản. Thậm chí, Wakayama phải sa thải toàn bộ nhân viên làm việc tại mỗi nhà ga nhằm tiết kiệm chi phí. Họ bổ nhiệm Toshiko Koyama làm người quản lý của ga Kishi, ga tàu cuối cùng của tuyến này. Tại Kishi khi đó, có rất nhiều mèo hoang và anh Koyama đã nhận nuôi một trong số đó, đặt tên là Tama. Koyama thường đưa chú mèo Tama đi cùng để chào hỏi hành khách. Cô mèo nhanh chóng thu hút được sự chú ý và yêu mến của mọi người. Nhận thấy cơ hội quảng bá tiềm năng, Wakayama quyết định bổ nhiệm mèo Tama làm trưởng ga tàu chính thức của nhà ga Kishi. Họ cho Tama đội một chiếc mũ tàu trưởng và cho phép hành khách chụp ảnh lưu niệm cùng. Đến tháng 3, lượng hành khách đã tăng hơn 10%. Wakayama còn tận dụng sự nổi tiếng của Tama để sản xuất một loạt sản phẩm liên quan như móc chìa khóa, huy hiệu, quần áo và kẹo. Thậm chí, họ còn xuất bản cuốn sách mang tên Nhật ký của trưởng ga tàu Tama. Năm 2010, Wakayama thay đổi diện mạo của đoàn tàu, cả nội thất và ngoại thất của đoàn tàu mới đều được trang trí theo chủ đề mèo. Nhà ga Kishi thậm chí còn được thiết kế lại để trông giống mặt của một chú mèo. Ngoài ra, khi tàu đến ga, tiếng kêu của Tama sẽ được phát qua hệ thống loa, đem lại trải nghiệm thú vị cho hành khách. Danh tiếng của mèo Tama ngày càng tăng. Theo ước tính, cô mèo này đã đóng góp khoảng 1,1 tỷ yên, tương đương 8,9 triệu đô la Mỹ cho nền kinh tế địa phương. Nhờ đó, Wakayama không chỉ thoát khỏi tình trạng phá sản mà còn vươn lên vị trí thứ 3 trong các nhà điều hành đường sắt của tỉnh Wakayama và được bầu là chủ tịch danh dự của đường sắt Wakayama trọn đời. Em và mẹ của mèo Tama sau đó được tuyển vào làm việc tại ga Kishi với tư cách là trợ lý và người hỗ trợ cho trưởng ga tàu. Cô mèo Tama nổi tiếng qua đời vào tháng 6 năm 2015 ở tuổi 16. Các quan chức cấp cao của công ty đường sắt Wakayama và hơn 3.000 người hâm mộ đã đến dự đám tang để bày tỏ sự quý mến đối với mèo Tama. Ga Kishi khi đó được bao phủ bởi nhiều hoa, quà tặng và lon cá ngừ, món ăn yêu thích của mèo Tama. Sau 50 ngày để tang, cấp phó của Tama được bổ nhiệm làm trưởng ga tàu để thay thế. Nghi lễ đầu tiên mà Nitama, Tama thứ hai, thực hiện là đến thăm đền thờ của Tama. Ngoài ra, còn có Tama 3 và Tama 4, những chú mèo chia sẻ nhiệm vụ trưởng ga tại một số tuyến khác. Tất cả đều có tài khoản mạng xã hội riêng và thu hút khá đông người theo dõi.